Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình là Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung và cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem riêng với mình qua trang Facebook Chiêm Tinh Cổ Học và Instagram. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này nhé. Rồi, lẽ ra là ngày hôm qua mình đã phải làm video về dự đoán tuần mới từ mùng 8 tháng 6 đến 14 tháng 6, có nghĩa là từ thứ hai tuần này đến hết chủ nhật tuần này đấy. Thì hôm qua mình có một chút việc nên chưa làm được, nên hôm nay làm bù cho các bạn đây. Dự đoán tuần mới bắt đầu từ thứ hai đến chủ nhật nhá. Và như thường lệ thì hôm nay mình lại sử dụng ba bộ bài. Đầu tiên là bài trà. Đây là túi đựng bài trà này. Tarot cú trắng này và Lenormand chim xanh. Trước đó thì mình sẽ sử dụng bài Oracle, mình gọi là bộ hoa hồng đi nhá, để rút cho các bạn ba lá, gọi là để chọn tụ đấy. Các bạn lưu ý là cái thông điệp trên lá bài để chọn tụ với các thông điệp của tụ là hai thứ không liên quan nhé. Mình lấy bài ra chỉ để chọn tụ cho các bạn thôi. Đấy, lá đầu tiên này cho tụ 1 này, lá thứ hai cho tụ 2, hơi đen tối tí nhỉ, và là thứ ba cho tụ 3. Thế nhá, các bạn hãy chọn tụ nào mà các bạn bị thu hút nhất ngay bởi lần nhìn đầu tiên và có thể chọn nhiều hơn một tụ cho phần dự đoán tuần mới từ ngày 8 tháng 6 đến 14 tháng 6 thôi à, từ hôm nay thứ hai cho đến hết chủ nhật nhá. Rồi, mình nhắc lại tụ 1 này, tụ 2 này, tụ 3 này. Sau khi các bạn chọn xong, mình xin phép được vào tụ 1 luôn nhé. Xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người chọn lá bài này, Soul Family. Nhưng mà mình nhắc lại nhé, thông điệp từ lá bài chọn tụ và thông điệp của tụ là hai thứ không liên quan. Rồi, đầu tiên mình sẽ rút cho các bạn ba lá bài trà để xem là tuần này của bạn có cái gì nhé. Ta-da, các bạn có con mèo. Phụ nữ và con chuột. Ôi giời ơi, chứ hết là mình. Cái thông điệp nó rất rõ ràng ở đây, nghĩa là bạn xem trong cái mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp nhá, có ai đó rất hai mặt. Nói chung cái này không có nói lên là nam hay nữ, nhưng mà chỉ biết là hai mặt và tính cách có phần xấu tính, xấu bụng, giả tạo. Trước mặt bạn thì rất là vui vẻ, cười cười nói tốt với bạn, nhưng thật ra sau lưng là nói xấu bạn không ra gì, thậm chí là đặt điều bạn. Cách để tránh người này à? Nói chung là chắc chắn là ở người này có những cái dấu hiệu mà bạn không chịu lắng nghe trực giác của mình. Nhưng mình hay bảo là trực giác của mình thỉnh thoảng gặp một ai đó hay ở trong một cái tình huống nào đó, trực giác sẽ bảo cái người này có gì đấy sai sai, tình huống này có gì đấy sai sai. Mà rõ ràng lý trí thì sẽ bảo là chẳng hiểu sai cái gì. Thì những lúc như thế là bạn nên nghe theo trực giác, có thể có gì để nó sai thật. Thì trong tuần này có thể là mình sẽ có bất đồng với người này, hoặc là mình bắt đầu nhận ra được cái bộ mặt thứ hai của người này. Thật ra ấy, mình thấy thế này này, có thể là họ đã có những cái dấu hiệu từ trước rồi, như là trước mặt bạn họ đi nói xấu người khác. Bạn phải hiểu là cái người mà trước mặt bạn đi nói xấu bạn bè hay đồng nghiệp của họ thì thế nào sau lưng mình họ cũng sẽ nói xấu mình. Cái chuyện bình thường thôi. Nhưng mà bạn vẫn tiếp tục chơi với người ta, thì một ngày nào đó họ nói xấu bạn, hoặc là bạn chấp nhận điều này. Nếu bạn không chấp nhận thì mà bạn vẫn chơi với họ thì đấy là lỗi của bạn. Vậy thôi. Để xem là còn thông điệp gì không đến từ bài Lenormand nhá. Rút cho bạn ba lá Lenormand. Và con gấu. Có gì ở đây nhỉ? Về cái này là về tài chính nhá.
Tuần này cẩn thận cho mình vấn đề tài chính. Có gì đấy kiểu hơi chủ quan. Thấy chưa? Hơi chủ quan trong cái vấn đề tình hình tài chính của bản thân. Kiểu như tiêu cái gì đấy hơi quá. Ừ thì biết tiền là cái thứ có thể kiếm lại được, nhưng mà bạn đang tiêu quá tay. Bạn đang chủ quan là ôi mai lại đâu vào đấy, nhưng xong bạn ngày mai bạn mới phát hiện ra là hóa ra mình còn bao nhiêu thứ mình chưa trả. Tiền nhà này, tiền học phí, tiền trả nợ này. Đấy, còn bao nhiêu thứ chưa trả mà chưa gì mình bạn đã vung tay quá quá chán rồi. Giả sử như bạn cần mua một cái xe, lẽ ra mình chỉ có thể mình có thể tiết kiệm tiền bằng cách mình mua cái xe cũ hoặc là mình mua cái xe nào đấy giá thành nó rẻ thôi nhưng mà vừa đủ các chức năng là đi lại được chưa? Nhưng mà không 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 những là xe bình thường mà bạn muốn xe xịn, xe đắt cơ, xe đẹp cơ. Thế là tự dưng bị vống hết cả tiền lên. Đấy, bạn nghĩ là thôi có sao đâu. Xe đẹp để còn tán gái chẳng hạn, hay xe đẹp để còn chụp ảnh check in chẳng hạn. Nhưng cho đến khi mua xong rồi, đặt tiền xong hết rồi, lúc đấy như kiểu là bị tại cái thời điểm mà bạn bỏ tiền ra, bạn như bị mù quáng ấy. Có cái gì đấy nó che mắt bạn, kiểu bạn bị kiểu hành xử theo cảm xúc ấy. Đến khi mua xong rồi bạn bị chột dạ và mình nhận ra là thôi chết rồi, mua này là quá tay, còn tiền nợ trả chưa xong, tiền nhà còn chưa trả, thế chẳng nhẽ mua xong cái xe mình chụp ảnh check in xong thì ăn mì tôm cả tháng à? Đấy, thì các bạn này, các bạn tụng một có dấu hiệu như vậy trong chuyện tiền bạc tài chính, chú ý cái này cho mình. Tóm lại là hai điều rồi nhá, một là mối quan hệ, hai là tài chính. Và để xem còn vấn đề gì nữa, mình sẽ rút bài là bài tarot. Bốn ly, cậu bé ly và vua su. Ok, nói chung trong chuyện tình cảm nhá, kể cả các bạn độc thân hay trong một mối quan hệ, mình dịch dịch bài vào đây xíu. Thì tuần này là cái tuần không nên đưa ra quyết định vội vàng trong chuyện tình cảm nhá. Kể cả bạn muốn chia tay hay bạn muốn định ý định tỏ tình hay bạn ý định tiến tới lâu dài với ai đó hay bạn ý định gặp ai đó ngoài đời khi mà quen trên Tinder bây giờ người ta đang đòi gặp ngoài đời ấy. Đấy, thì tất cả những cái dự định gì đó liên quan đến tình cảm nam nữ mình nên trì hoãn nó sang tuần sau. Mình cần thời gian nhiều hơn để suy nghĩ về mối quan hệ, xem có nên quyết định tiến tới hay hay không, hay quyết định chia tay hay không. Nếu quyết định chia tay thì mình nên cho mối quan hệ một cơ hội nữa. Nếu có quyết định tiến tới với người này thì mình nên tìm hiểu sâu hơn về người này, kỹ hơn về người này. Đấy là những gì mà bài muốn bảo với bạn. Tóm lại tuần này của tụ một có 3 thứ như sau. Một là bạn nhận ra bộ mặt thật của một người bạn trước giờ bạn tưởng là tốt, bạn hoặc đồng nghiệp nhé. Hai, cẩn thận tiêu tiền hơi quá tay. Ba, trong mối quan hệ, trong chuyện tình cảm nam nữ thì mình cố gắng kiên trì kiên nhẫn hơn một chút. Đừng đưa ra cái quyết định gì vội vàng, quyết định gì quan trọng trong tuần này. Thế nhá. Rồi chắc mình sẽ dừng trả bài của các bạn tụ một tại đây. Thông điệp thì nói xong rồi. Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ nhá. Một lần nữa rất là xin lỗi vì hôm qua mình đã không thể làm được cái video này sớm hơn nên là các bạn bị hụt mất một ngày. Ôi dù sao thì video cũng đến rồi. Ok, mình sẽ dừng video tại đây. Bye bye. Xin chào các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người chọn lá bài này. Trust your Nico. Nico là gì? Chắc lại để là tin tưởng cái tin tưởng trực giác của bản thân. Nhưng mà nói chung là cái thông điệp từ lá bài để chọn tụ và thông điệp chính từ tụ là hai từ không liên quan nhá. Lá bài chỉ để chọn tụ mà thôi. Rồi, bây giờ mình xin phép được bốc cho các bạn. Hôm nay mình sử dụng 3 bộ bài nhá. Đầu tiên là ba lá bài trà để xem trong tuần này của các bạn tụ hai có gì mới không. Ta da. Hái trà hổ à. Ta da. Mặt trời. Không phải mặt trời, mây mây. Và apple. Hàn Quốc sẽ là apple đúng không? Apple. Ok.
Nói chung là trong tuần này đầu tiên là mình sẽ bị vũ trụ thử thách. Có cái gì đấy liên quan đến năm lòng tham bị thử thách đi. Ừ, thế nên trong tuần này cẩn thận cho mình hai chữ lòng tham. Nó đến muôn hình vạn trạng. Ví dụ một số nó sẽ là như thế này. Kiểu như có thể bạn đã có người yêu rồi, nhưng mà bạn gặp một ai đấy gạ tình bạn chẳng hạn. Đấy, mặc dù chuyện của bạn với người yêu, mặc hoặc là cái người đấy đến đúng cái thời điểm bạn và người yêu đang cãi nhau, đúng cái thời điểm bạn và người yêu đang gặp trục trặc, thì tự dưng có một em gái hay anh trai nào đấy ngọt ngào hết nức nhảy đến và gạ bạn. Thì đấy, đấy là cái lòng tham của bạn đang bị thử thách đấy. Hoặc là cái thứ hai, mình được bạn bè mời hoặc rủ đầu tư kinh doanh, chơi cổ phiếu chứng khoán gì đó. Mặc dù mình thì rất là ngu mấy cái món này. Cái món này thì nó cần phải nhiều thời gian để tìm hiểu, rồi học hỏi thế này thế kia. Nhưng mà mình chưa chơi bao giờ, nhưng bạn bè bảo mày yên tâm, mày cứ đưa tiền cho tao rồi mày sẽ có lời. Thế mình cũng kiểu thấy tiền mình sáng hết cả mắt lên. Chưa gì mình đã đưa cho nó khoảng vài chục triệu chẳng hạn. Mặc dù mình không biết được cái đứa này nó có thật sự giỏi hay không. Đấy, kiểu như thế nhá. Tức là những cái câu chuyện về lòng tham sẽ có thể xảy ra với bạn trong tuần này. Có nghĩa là để dạy một cho bạn một bài học, nếu bạn muốn một cái gì bạn cũng phải đi lên từ từ, xây dựng nó từ từ, và biết đâu chỉ là cám dỗ thông thường và đâu mới là tình yêu thật sự. Đấy, đấy là câu chuyện thứ nhất trong tuần này. Câu chuyện thứ hai, bạn có lưỡi hái. Ê giời ơi, bạn có roi. Cái roi. Và bạn có đứa trẻ. Nói chung là nó vẫn nói về cái bài test lòng tham này của bạn. Bởi mình có cảm giác rất là mạnh, đấy là bạn không vượt qua được cái lòng tham này đâu. Kiểu như cái này nó là một cái gì đấy, nó cực kỳ quyến rũ. Giống như kiểu bạn đang bị bỏ đói, thì có, hoặc là bạn đang ở trên sa mạc khát nước thì tìm ra được một chai nước. Đấy, mặc dù bản thân bạn biết nhá, trong chai nước đấy nó chứa thuốc độc đi, thấy chưa? Nó không giết bạn luôn mà nó giết bạn từ từ. Bạn biết điều này, nhưng bạn vẫn uống vì bạn khát quá không chịu được. Trong khi rõ ràng bạn chỉ cần cố gắng đi thêm khoảng vài trăm mét nữa thôi là bạn sẽ gặp cả một cái ốc đảo. Không phải là một chai nước nữa, mà là cả cái ốc đảo tha hồ nước cho bạn uống mà không hề có thuốc độc. Kiểu như thế. Giống như Bạch Tuyết bị mụ phù thủy gà ăn táo á. Rõ ràng đã bảo là đừng có, đã được vụ chú luồng cảnh báo rồi nhưng mà vẫn không nghe, đúng không? Thế thôi. Cũng chẳng hẳn là thế thôi, nhưng mà đây là thứ mà các bạn cần phải sử dụng lý trí rất là mãnh liệt, rất là mạnh. Không hẳn, không chỉ lý trí mà khả năng kiểm soát bản thân. Hoặc đơn giản là thế này, đang ăn kiêng. Nhưng mà trong tuần này có cái buổi sinh nhật của đứa bạn nào đó mà bạn biết rằng chỉ cần một bữa ăn thế này coi như là công sức một tháng ăn kiêng đổ bể chẳng hạn. Nói chung là xem lại cái lòng tham, cái một lòng tham, hai là lòng kiên trì, nó đang bị thử thách nhá. Để xem bài tarot có gì sáng sủa hơn không. The Empress, 10 xu và hiệp sĩ xu. Về mặt tài chính thì trong tuần này là mình cảm giác như sẽ có một cái khoản món quà hay là khoản thu nhập về mặt tài chính vật chất, nó không hẳn là từ trên trời rơi xuống, nhưng mà cảm giác như là những gì bạn làm được chứ, bạn sẽ đạt gặt hái được thành quả trong tuần này. Kiểu công việc của bạn tuần này, bạn sẽ nhận được một cái tin vui nào đó về công việc. Không phải là tin vui, nó là gì nhỉ, kết quả, nó là thành quả. Ví dụ bạn đang đầu tư thì trong tuần này bạn sẽ nhận được lời, bạn sẽ nhận được tin tốt là cái đầu tư của bạn nó sinh lời, nó thành công rồi.
hoặc là bạn đang triển khai một cái dự án nào đấy cho công ty, bạn làm leader, thì tuần này cái dự án kết thúc và bạn nhận được cái đánh giá cao từ khách hàng, từ sếp, từ các phòng ban khác đấy. Nó và cái không chỉ là đi kèm cái nhận xét tốt mà đi kèm với nó là còn là cái thưởng, tiền thưởng rất là cao hoặc là cái danh tiếng rất là tốt. Đại để là trong tuần này công việc tài chính thì ổn. Không biết có phải vì công việc tài chính nó tốt không, nó khiến cho bạn bị mù quáng mà các bạn kiểu bị đang bị hứng khởi, phấn khởi quá, năng lượng nó leo cao quá, thế là mình bị mù quáng vào những cái chuyện khác. Ví dụ như bạn vừa mới nhận được cái khoản tiền đầu tư từ từ mấy tháng trước, thế là khoản tiền rất là to, thế là bạn vui quá, bạn đi kể cho bạn bè, thế bạn bè hỏi luôn: tao cũng đang đầu tư cái này cái kia, mày chơi không, mày đưa tiền hết chỗ tiền này đây tao, rồi một tháng sau tao trả mày gấp đôi đấy, giả sử thế chẳng hạn. Thì bạn cũng mù quáng, bạn đưa hết tiền cho người ta vì bạn đang vui mà, bạn đang trên đà vui mà. Và thế là mấy hôm sau bạn phát hiện ra là họ cầm tiền bạn chạy mất chẳng hạn, hoặc là họ bị thua hết, thế là họ phải đi vay xã hội đen rồi, họ đi chạy trốn xã hội đen rồi. Nói chung là nó là như thế. Đại đề là công việc, tiền bạc hoặc học tập. Học tập nhá, cũng tính. Ví dụ như là bạn vừa trải qua một cái kỳ thi nhỏ và bạn đạt được điểm cao, hoặc là kỳ thi thử cho bạn được điểm cao, bạn phấn khích quá, phấn khích quá cho bạn cắm sừng người yêu, mặc dù cũng không liên quan lắm đúng không. Nhưng đại để trong tuần này của bạn là như vậy, năng lượng nó như thế. Cẩn thận cái phấn khích quá nhá. Rồi, cho mình sẽ dừng trả bài các bạn tụ hai tại đây. Thông điệp thì nói xong rồi. Chúc các bạn một tuần mới giữ bản thân được cân bằng, bình tĩnh nhá. Nhớ nhá, cân bằng, bình tĩnh, hài hòa. Ok, rồi mình sẽ dừng video tại đây. Bye bye. Xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những người chọn lá bài này. Answer the call. Nói chung là thông điệp đến từ bài và thông điệp của tụ là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Mình chỉ bóc bài để cho các bạn dễ chọn tụ hơn thôi. Rồi, đầu tiên là mình sẽ bóc ba lá bài trà cho các bạn tụ ba nhé, để xem trong tuần này của bạn có gì. Bạn có cái mũ. Con công và con lừa. Trước hết là mình thấy có cái việc hơi ôm đồm ở đây, ôm đồm trong công việc, trong học tập ở đây nhá. Có thể là bạn đang nghĩ rằng bạn đang bị sĩ diện. Bạn nghĩ rằng là mình có thể giải quyết, một mình có thể giải quyết từng đấy việc, một mình có thể làm được từng đấy thứ. Người khác cũng khá là lo cho tình hình sức khỏe và thời gian của bạn. Không biết bạn có đảm nhận được từng này công việc, khối lượng công việc hay không. Mọi người, người khác, đồng nghiệp rồi sếp cũng ngỏ ý muốn kiểu bạn chia sẻ cái công việc đấy, hay là đấy, đại để là như thế. Nhưng mà vì cái sĩ diện của mình, bạn lại cho rằng là nếu bây giờ mà mình chia sẻ công việc thì chẳng khác nào mình tự thú nhận với họ là mình không làm được. Và mình vì cái tôi quá cao mà không muốn nhờ vả. Đại để là như thế. Thì bạn chết thôi, bạn là người chết đầu tiên. Vì sao? Vì bạn có phải người ba đầu sáu tay đâu. Nhưng mình thấy là hơi đang có dấu hiệu của việc để làm sao nhỉ? Quá tải. Ví dụ như là người bình thường chỉ tập trung thi vào một ban, thấy chưa? Ban A hoặc ban B. Đây là bạn không những thi cả hai A, B mà còn đòi thi cả ban B chẳng hạn đấy. Thế là ôn tất cả các môn luôn. Bố mẹ thì bảo thôi con ơi từ từ học một môn, à một ban một thôi. Không, con sẽ làm được và con sẽ đạt thủ khoa cả ba khối. Dĩ nhiên mình hơi phóng đại một chút, nhưng mà đấy, cái kiểu của các bạn tụ ba đang có suy nghĩ là nghĩ rằng mình sẽ làm được. Đang hơi bị sida trong cái kỳ vọng của bản thân. Bạn có chân chúa này. Clover và sách. Ok. Nói chung thì mình thấy ngoài đầu tiên nhá, là bạn phải biết cách giảm thiểu cái khối lượng công việc của mình đang làm xuống. Và có một cái lời nhắc đến từ vũ trụ ở đây, đó là
ý kiểu một cái lời khuyên là mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp kể cả khi bạn đang làm 10 việc xuống còn một việc, bạn đang học ôn thi cho 3 ngành, 3 khối xuống còn một khối. Ý là như vậy. Tức là nếu mà bạn biết cách tập trung cho một thứ thì cái khả năng của bạn sẽ được phát huy tối đa, rồi bạn sẽ có nhiều thời gian dành cho bản thân để cân bằng cảm xúc, để cân bằng cái cuộc sống cá nhân hơn. Nghĩa là bạn, nếu mà bạn chỉ ôn có một khối hay bạn chỉ làm có một hay hai công việc cũng đã đủ để chứng minh bạn giỏi rồi. Bạn không nhất thiết phải ôm đùm thì người khác mới nghĩ rằng bạn giỏi. Và cái việc bạn nghĩ rằng người, và cái việc bạn giỏi hay không ấy, nó cũng chỉ là cái ý kiến chủ quan mà thôi. Kiểu bản thân bạn đã giỏi rồi thì bạn không cần phải thể hiện. Mình đang thấy là bạn đang có xu hướng thể hiện, thế nên ba lá bài Lenormand nó vẫn, nó không có nói về cái thông điệp gì mới, mà nó vẫn muốn tập trung cho bạn nắm rõ được cái tinh thần của mình. Đấy là một người đã thật sự giỏi rồi thì không nhất thiết phải thể hiện. Rút thêm ba lá tarot để xem còn thông điệp gì không nhá. Hermit, 8 ly, The High Priestess, nữ tử tế. Trong chuyện tình cảm nhá, thì nói thẳng ra thì đây, tình cảm nam nữ nhá, thì đây chưa phải cái lúc để yêu đương. Có thể là bạn đang, nó lại liên quan đến cái vấn đề ôm đồm của bạn. Bạn nghĩ rằng bạn làm được tất cả, thậm chí khi cố tình giảm thiểu cái thời gian ngủ xuống, đang ngủ thành 7-8 tiếng xuống còn 4-5 tiếng chẳng hạn, và nghĩ là mình sẽ làm được. Kể cả chuyện yêu đương, mình thấy đây chưa phải thời gian để bạn yêu đương. Nếu bạn đang độc thân thì ok, tiếp tục độc thân đi, không vấn đề gì. Nhưng nếu đang có người yêu ấy, thì đây cũng không phải cái mối quan hệ tốt dành cho bạn. Cảm tưởng ở bạn có một cái năng lượng nó rất là kim ngưu. Kim ngưu kết hợp với la hầu, nghĩa là bạn muốn nhiều thứ, muốn cái này, muốn cái kia, muốn có người yêu, muốn có nhiều công việc, muốn học cái này, muốn nhiều tiền, và bạn sẵn sàng bỏ công bỏ sức ra để đạt được những thứ đó. Nhưng kể cả khi mà cơ thể bạn nó đang ở mức báo động, nó quá tải rồi, bạn vẫn không, bạn mệt mỏi lắm rồi nhưng bạn vẫn không biết cách bỏ, không biết phải bỏ công việc nào, hay không biết phải làm thế nào để chia tay người yêu. Nó kiểu như vậy. Cái mối quan hệ yêu đương hiện tại bạn đang có, nếu bạn không có thì không sao, nếu bạn đang có hoặc là bạn đang crush ai đó, tất cả là thừa thãi, mình không biết phải giải thích thế nào. Không hẳn là mối quan hệ nó toxic, nhưng chỉ đơn giản là nó cứ thừa thãi sao ấy. Trong giống như kiểu tính này là tính gì, tính đồng nát. Một số người cứ kiểu nhặt hết, nhặt thứ gì đó rồi cứ tích ở nhà mà không muốn vứt đi. Khi nào mà phải dọn nhà vứt thì lại nghĩ là tiếc, biết đâu sau này có gì để dùng. 10 năm sau dọn nhà vẫn chưa dùng cái món đó, sau lại nghĩ là biết đâu 10 năm sau lại có việc gì đấy cần dùng. Đó, các bạn này nên học cái phương pháp tối giản mọi thứ, một cái tư duy, một cái tinh thần tối giản. Các bạn này không phải là bị đồng nát ở cái khoản nhặt đồ, mà đồng nát trong cái khoản tâm trí của các bạn nhá. Đang bị đồng nát. Rồi, nói chung là chúc các bạn một tuần mới có nhiều sự cải thiện hơn. Nói chung là mình thấy trong tuần này các bạn chưa từ bỏ được tất cả những cái tính cách đồng nát rồi, công việc thừa thãi, tình yêu thừa thãi ngay lập tức đâu, nhưng ít nhất là các bạn phải nhận ra mình có cái tính cách như thế. Nhận ra rồi sao sửa từ từ. Ok. Rồi cho mình sẽ dừng trả bài các bạn tụ ba tại đây. Chúc các bạn một tuần mới khá khẩm hơn nhá, đỡ đồng nát hơn nhá. Ok. Bye bye các bạn.